Ngon hả cả? Cả ăn cái đó cái gì con biết không? Ăn ướt đó. Ừ, mami luộc cho con ăn đó. Mami hấp cho con ăn đó. Ngon 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 ngon. Ngon 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 vậy đó hả con? Ngon ngon vậy đó hả con? Ngon 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 ngon. Ăn đi. Cho vậy đó hả? Trời ơi. Nó ngon nó ăn vậy đó hả con? Ừ. Bữa nay có món mới và ăn được phải không? Và nhìn con thích phải không? Ừ. Được chứ, mấy món kia không có thích mấy hả? Úi trời ơi. Trời ơi, cái mắt kìa. Ăn mà nó cũng xạo nữa kìa. Yummy rồi các. Cho mami ăn với. Cho mami ăn ha. Cho mami ăn miếng nhá. À cho mami đó hả? Đâu cho mami nè. Đút cho mami. Đút cho mami. Đút cho mami. Ngon quá. Cảm ơn Will nha. Ngon quá. Will cho mami ăn một miếng thôi. Nó không có nhiều là Will hết. Cho mami á. Mami không ăn đâu, có ăn đi. Có ăn đi. Ngon vậy đó hả? Ngon vậy đó hả? Ôi kìa.